Con tên là gì? Dạ, con tên là Maria Nguyễn Ngọc Yến Thanh, năm nay con 19 tuổi. Yến Thanh, 19 tuổi, ở đâu? Dạ, con ở quận 9. Dạ, con đang còn đi học. Đang đi học, còn con? Dạ, con là Maria Đoàn Thị Bình Còn, hôm nay con bắt. Chị Đoàn Thị? Bình Còn. Bình Còn. Tên con là Bình Còn. Dạ, Bình Còn. Bình Còn, con mất đó hả? À, Bình Còn. Rồi con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 30 tuổi. Con ở quận 9, con làm công nhân hả? Rồi con với Bình Còn với lại Bình Bẻ, Bình Mất này là có bà con gì không? Dạ, con là hai chị em ruột. À, Bình Còn với Bình Mất, hai chị em ruột. Rồi về chú con được ơn gì của chú Bình Mất chia sẻ cho mọi người, cho Bình Còn hay nói hay Bình Mất nói? Rồi Bình Còn nói. Dạ, thưa cha, là con cảm thấy là con đứng đây là con được lòng thương xót của chú rồi. Là một cái ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai là vừa mới đây là bà ngoại con năm nay là tên Hoàng Thị Hạ, 88 tuổi, vừa quay trở về với lại chú. Là... Bà ngoại con hả? Bà ngoại con bao nhiêu tuổi mà quay về với chú? Dạ, 88 tuổi ạ. Là khoảng một tháng trước là mẹ con có đến đây và có mua được cái máy để về nghe đọc kinh. Rồi bà ngoại con nghe xong cái một ngày đẹp trời, cái bà ngoại con nói mẹ con chở bà ngoại con đi ngang nhà thờ á. Thì bà ngoại, mẹ con nói là thôi mẹ vô đạo thì về đạo đi. Cái bà ngoại con đồng ý là chịu. Thì tuần trước là bà ngoại con vô dòng thánh Francisco ở quận 9 là trở về đạo. Là con thấy đó là ơn cứu, là làm thương xót là mới nhất ở đây của gia. Bà con là đạo gì? Dạ, bà ngoại con là hồi nhỏ có đi rước lễ dân hoa trong nhà thờ. Rồi sau đó là vô trong nam rồi tùm lum nói chuyện với con không biết là bà ngoại con bỏ luôn. Rước lễ là chắc khoảng năm 8 tuổi mà bây giờ là 88 tuổi, là 80 năm bà ngoại bỏ chú, anh chị em nghĩ thử rồi. Ngày xưa là rước lễ sớm lắm, là 8 tuổi bà rước lễ xong rồi bà đi vào nam, là coi như bà bỏ hết mọi sự, bà bỏ chú luôn. Đến bây giờ là 88 tuổi mới quay trở về. Mà bà quay trở về là do mẹ, do đứa con gái là đến đây và mua cái máy cho bà nghe. Và khi bà nghe xong, bà ấy được Chúa tác động, bà ấy được Chúa sở trạm và bà quyết tâm là quay trở về với Chúa sau 80 năm bỏ Chúa. Anh chị em nghĩ ai là người mừng? Trả lời, ai là người mừng? Ai là người tức? À, giữa cuộc chiến mà 80 năm nó nắm phần thắng, anh chị em nghĩ thử coi, 80 năm nó nắm phần thắng mà tới những phút cuối cùng là 88 tuổi, gần đất xa trời rồi, bà nhắm mắt xuôi tay xuống là nắm cổ bà lôi xuống hỏa ngục luôn với bà với đó. Vậy mà tới năm 88 tuổi, Chúa dùng ngay một cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót để đánh động nơi bà ấy, và bà quyết tâm quay trở về. Ma quỷ tưởng chắc chắn là thắng rồi, đúng không? Thế nhưng cái phút 90 mà vẫn còn thua, bù giờ hiệp 1, hiệp 2 vẫn còn thua. Thế khi mà đá phạt đền mà đá bốn trái vẫn đều nhau, cái trái thứ năm nó phum, rồi xong phim mà. World Cup 2018 sắp sửa, ngày mùng mấy bắt đầu World Cup? 14 tháng 6 rồi World Cup, thì chúng ta thấy cái cuộc chiến là như vậy. Và ma quỷ đã thua chắc một bàn, thua chung thấy rõ ràng là sau 80 năm giữ người đó trong vòng tay của nó mà bây giờ nó bị sợ mất chỉ vì lòng thương xót Chúa. Còn gì nữa con? Dạ con đó, là em con đó. Rồi tới Bình Mất là tên gì? Bình Mất, Bình Còn nói rồi, giờ tới Bình Mất. Dạ thưa cha, trong 2 năm qua nay con cũng bị ma quỷ cám dỗ bỏ Chúa, bỏ gia đình con. Và sau đó mẹ con có thường đọc lòng thương xót Chúa để là tuần trước con có được xin tội rước lễ dòng Francisco. Bà nó thì là 88 tuổi quay trở về, còn nó là 17 bẻ gãy sừng trâu bỏ Chúa. Bây giờ là 19 tuổi sau 2 năm bỏ Chúa, 2 năm bỏ gia đình, hôm nay đã quay về với Chúa, quay về với gia đình. Con chia sẻ cho mọi người nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa như vậy? Dạ, cũng nhờ mẹ con, thường ngày ở nhà mẹ con thường đọc kinh, xin cho con được biết đường gì con phải làm. Nhưng mà cái nào nó tác động người con để con quyết định quay trở về, cái biến cố nào nó xảy đến?
Dạ. Dạ con cũng. Nhưng mà là nhờ đâu mà mẹ con cầu nguyện rồi giết mục như là bà ấy. Đưa cái máy để các bà nghe, các bà quay về. Còn con thì là mẹ con cầu nguyện rồi cái Chúa để cho xảy ra cái gì để con quyết tâm quay về. Dạ cũng nhờ mẹ con là nói với con rồi con suy nghĩ rồi con quay về với Chúa. Vâng, thưa chị em, một người mẹ vừa đưa mẹ mình đưa về với Chúa, vừa đưa con mình về với Chúa, cái người mẹ đó tuyệt vời không thưa chị em? Thêm Chúa dùng, ôi Chúa dùng một người thôi. Một người vừa đưa mẹ mình 88 tuổi đưa về với Chúa sau 80 năm bỏ Chúa, vừa đưa con gái của mình sau 2 năm bỏ Chúa quay về với Chúa. Và hôm nay Bình mất và Bình còn. Để con không còn là Bình mất mà con là Bình. Bình gì? Dạ bình thường. Hallelujah. Nó là bình thường. Đúng con này rồi. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới nói được câu đó thôi. Cho gài câu này là không ai trả lời nổi. Vậy mà nó trả lời được. Nó đây là bình mất, bình còn. Nó không phải là bình mất mà nó là bình thường. Những con người bình thường là con người nhận biết lòng thương xót Chúa. Mà những người thấy được như vậy mà không nhận biết lòng thương xót Chúa là những người bất bình thường. Thôi bình thường. Tặng cho con cái máy nha. Đây tặng cho con cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi bình mất, bình còn, cái nào cũng là bình. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi.